Đã đến với kênh video của Điện Máy Bình Sơn. Thời gian gần đây thì chúng tôi rất ít về được những chiếc máy phát điện Elemax 3900. Và cái mã này thì rất nhiều bác hỏi. Bởi vì sao? Bởi vì Elemax thì nó có rất là nhiều mã. Và mã 3900 là mã dòng máy công suất chạy được điều hòa 12.000 BTU. Và chạy điều hòa là một trong những cái nhu cầu gần như là phổ thông và cần thiết đối với những bác mà đang muốn sử dụng máy phát điện. Và đây các bạn có thể thấy là chiếc Elemax SH 3900EX. Hàng này là hàng đã qua sử dụng nhưng mà tình trạng của con này còn rất ok các bạn nhá. Rất mới và rất đẹp luôn, bình xăng chưa gì, chưa cấn gì cả. Elemax là một trong những thương hiệu của Nhật, chắc chắn là các bạn biết rồi, sản xuất tại Nhật luôn. Và dòng máy này là điện 220V do nó là Nhật xuất chứ không phải Nhật nội địa. Đối với những cái dòng Nhật nội địa ấy, thì là điện sẽ là điện 100 và dòng này là điện 220V luôn, nó là Nhật xuất. Và dòng này chạy AVR nên là nó rất phù hợp với cả các bác sử dụng gia đình, sử dụng các cái thiết bị điện tử, bởi vì cái dòng điện của nó rất ổn định. Nó là một trong những lựa chọn tốt nhất. Nếu mà các bạn sử dụng inverter thì nó sẽ rất là khó khăn trong vấn đề sửa chữa hỏng hóc. Còn dòng máy này thì rất dễ trong quá trình sửa chữa hỏng hóc. Và cái điện của nó ổn định hơn dòng tụ. Rồi xin mời quý vị các bạn đến gần hơn để các bạn có thể thấy được cái tình trạng chiếc máy này như nào. Dòng máy này thì sơn, các cái con máy này là sơn zin 100% luôn. Sơn zin 100% luôn các bạn nhá. Chưa có động chạm, chúng tôi không có dọn giếc cái gì quá cả. Chỉ là vệ sinh máy thôi. Tablo của máy này các bạn có thể thấy được Elemax tem này, SH3900EX, Sawafuji là cái thương hiệu của Củ Phát các bạn nhá. Con này thì vẫn như những dòng 3200 thôi. Công tắc tắt bật máy, báo, đồng hồ báo điện. Hai cổng chống nước 220V. Hai cực của điện 12V 8.3 để các bạn có thể chạy hoặc là sạc ắc quy để báo điện này. Rồi con này thì động cơ của nó có báo nhớt các bạn nhá. Khi mà nhớt các bạn vơi nó sẽ có báo nhớt. Đấy, báo nhớt này, Củ Phát, dòng EX là Củ Phát vuông. Củ Phát dòng DX và dòng máy trần của Elemax thì là Củ Phát tròn. Rồi, ok anh em sang bên phần ốp giật đi. Ốp giật nó sử dụng động cơ Honda GX200. Động cơ này thì đồ đạp bao la luôn. Giống như GX160 nhưng mà con này công suất lớn hơn. Khóa này, Kenshi này, thông số, anh em để ý thông số này. SH3900EX, Sawafuji Electric này, các bạn thấy không? Made in Japan nhá. Đó, Voltage 220V, 50Hz, 2.8 kVA, 3.3 kVA. Con này chạy được điều hòa 12.000 BTU luôn. Boe này, khóa Kenshi này. Đó, anh em nhìn đằng sau đi, đằng sau máy đi. Con này nó chỉ bị cấn chỗ này này, anh em nhìn này. Nó bong tí sơn này. Mình không muốn sơn phủ chứ bình thường sơn phủ á, đánh liếc qua cái này phát xong sơn lên thì đẹp như mới luôn. Nhưng mà mình không muốn động vào một tí nào cả, thích để nguyên bản nhất có thể. Nắp xúc páp này, OHV chế hòa khí Kenshi nhá các bạn nhá. Đó, buji này NGK luôn này. Trên không có gì cấn tí nào luôn, đẹp như mới. Dòng này mà chê nữa thì chịu. Các bạn chỉ có đi mua mới thôi. Cổ xả này các bạn nhìn, cổ xả bô này, bô xả này. Cổ nhìn đẹp nguyên luôn. Nói chung con này thì miễn rồi. Chế chiếc rất đẹp. Đây anh em nhìn sang phần Củ Phát này. Phát này, Củ Phát vuông này. Này, trên này nó có một cái tem này, SH39EX này. Nó là cái model của Củ Phát này, SH39EX. Sơn zin hết 100%. Quá đẹp. Đẹp kinh khủng luôn. Đây các bạn nhìn những cái khu vực này. Mới tinh luôn. Đúng không ạ? Này, mới tinh luôn. Nắp trong của cái bảo vệ bô này, Exhaul, quá đẹp luôn. Liên lạc, đây. Bình xăng nhá, không cấn gì. Nắp inox choang luôn. Quá hợp lý. Mua chiếc máy này thì tiết kiệm được khá là nhiều. Rồi ok, các bạn có thể nhìn lại tổng quan một lần nữa. Mình sẽ thử nổ xem có nổ được không. Khóa xăng này, đóng máy này. Quá êm. Dòng này là bô lớn. À, dòng này là bình xăng lớn, bô cảm thanh nha các bạn nhá.
quá là nhẹ nhàng tình cảm. Đàn bà cũng dập nổ được luôn. Êm. Ok, các bạn có thể xem lại một lần nữa. Nói chung đây là một cái thời điểm để các bạn dễ dàng chọn được chiếc máy đẹp. Còn nếu mà ví dụ như các bạn mua vào đúng cái thời điểm, ví dụ như mùa hè hoặc là những cái lúc mà đang sốt hoặc đang bão ấy, thì mua máy đẹp rất là khó. Còn đối với thời điểm này thì các bạn mua sẽ được máy đẹp và giá hợp lý nhất. Rồi một lần nữa thì cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm và theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video sau. Nhớ đăng ký like, subscribe kênh và chuông thông báo liên tục cập nhật những video mới nhất nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.